Cô Lách xin chào toàn thể mọi người nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho tất cả anh em một con SH gọi là thần sầu. SH thần sầu có nghĩa là chủ nhân của cái chiếc xe này ấy thì là ngã rất nhiều lần từ lúc mua về đến giờ. Chủ nhân của chiếc xe này là ngã rất là nhiều lần từ khi mua cái SH này về đến giờ là ngã cực kỳ nhiều luôn. Đấy, và xe là xước xát hết cả rồi, nhưng mà ngày hôm nay là anh ấy đem qua shop mình thì shop mình đã design cho anh ấy một cái màu nó lạ, nó độc hơn để cho cái chiếc xe của anh ấy đẹp hơn anh em nhé. Đấy thì như anh em đang nhìn thấy đây thì là đây là bên mình đang phối cho anh ấy là nói chung là cái màu là nó sẽ chuyển màu. Ở trên này thì là cam, xuống dần dần này là màu đen. SH này thì cũng tháo ra để đổi màu anh em nhé. Con này thì cũng tháo ra đổi màu. Đấy, chuyển sang một cái màu khác vì xe này là bị ngã này. Xước sát nhiều này, đấy bây giờ phải làm lại này. Con này thì đã dán xong xuôi hết rồi anh em nhé. Đấy, đã dán xong xuôi hết cả xe rồi. Tuy nhiên thì có một cái sự cố, nhà mình thì đang bị gặp cái sự cố mất điện ở bên kia, thành ra là mình không bật được đèn trên đấy lên. Lên đây đen xong lại chuyển dần lên đây là cam. Đây như anh em có thể để thấy này, xe của anh ấy xước nhiều lắm. Cái chỗ này của anh ấy là cái khốp mở quá khẩn cấp. Đấy, nhưng mà cái đấy anh ấy ngã là bị bay mất rồi, bay mất cái chụp khóa khẩn cấp rồi. Còn nếu như không mà thì nó sẽ rất là đẹp khi mà lên hình. Đấy, thì chia sẻ với tất cả anh em nhé, cái tem xe này nó làm được làm bằng chất liệu 3 lớp. Được làm bằng chất liệu 3 lớp nhá anh em nhá. Đấy, anh em nhìn quay tổng thể cả một con xe cho anh em xem này. Làm bằng chất liệu 3 lớp. Và cái đề can này là cái đề can mà bên mình thiết kế theo cái màu, cái gam màu chủ đạo mà anh ấy thích. Xe thì là xe màu đen, xe này là xe màu đen, nhưng mà mình thiết kế làm sao để cho nó vừa có cái màu đen là màu sơn của xe, nhưng mà vừa làm sao để cho cái xe này nó có một cái màu nó tông màu nó khác đi, cái gam màu nó khác đi anh em nhá. Đấy, thì anh em có thể thấy ở đây là mình đang phối là cam đen. Đấy, đang phối là cam đen. Thì cái việc mà phối cam đen nó không phải là đơn giản như bình thường, nó không phải đơn thuần như bình thường nữa. Cam đen đây là mình sẽ phối kiểu nó màu nó chuyển dần, nó sẽ hay hơn và nó lạ hơn anh em rất là nhiều nhá. Được chưa? Đấy, và quay xe cho mọi người xem. Thì ví dụ như là những bạn nào mà đang có nhu cầu mà thiết kế và làm một con xe như này thì anh em có thể là liên hệ qua cho shop mình. Đấy, bên shop mình thì có nhân viên tư vấn này, có nhân viên thiết kế này, tư vấn cho anh em lên một con xe làm sao để cho đẹp nhất và phù hợp nhất anh em nhá. Đấy, xe này thì khi mà các bạn dán ở bên shop mình ấy thì là anh em sẽ được bảo hành nhá. Anh em sẽ được bảo hành. Ví dụ như là một con xe này khi mà anh em dán lên ấy, là ví dụ xe mà có vấn đề gì thì bên mình sẽ bảo hành cho tất cả anh em luôn. Chợ. Đấy, và anh em nhìn tổng thể một con xe trông nó sẽ rất là đẹp. Và cái chủ nhân của cái con xe này ấy thì là như này. Bác ấy là bây giờ mình sẽ kể cho anh em cái lý lịch chiếc ngang của con xe này nhá. Cái con xe này ấy, thì là chủ nhân là đi chạy Grab. Đấy, nhưng mà bia rượu nhiều, ngã liên tục, một tháng ngã vài lần luôn. Thì ngã nói chung là cái phần vế này là xước sát hết này. Cái vế này xước sát nhiều lắm anh em ạ. Đây này, xước sát cực kỳ nhiều. Đấy, anh em nếu mà quay thì anh em không biết đâu, nhưng mà đoạn này là nó bị vỡ này, xước sâu xuống này. Bên mình đã phải mài lại cái phần cánh yếm này để cho nó mịn màng hơn. Sau đấy thì bên mình mới bắt đầu mình dán lên. Đấy, thì ngày hôm nay mình quay cho anh em con xe SH 150i nhá. Con này là 150i anh em nhá. Con này là 150i đấy. SH 150i rất là đẹp luôn. Tuy nhiên là nó bị ngã xước sát nhiều quá nên phải quay ra đổi màu. Thì sau khi mà lên màu xong thì nó sẽ được như này, rất là sạch sẽ và đẹp đẽ đúng không anh em? Đó. Ok chưa? Đó, thì ngày hôm nay mình quay cái video này. Bạn nào mà đang có nhu cầu làm xe, độ xe hay dán xe thì anh em có thể liên hệ qua cho mình nhá. Mình quay lại một cái khung cảnh buổi chiều làm việc tại shop mình cho tất cả anh em xem nhá. Thì hiện tại bây giờ ấy thì như anh em cũng đã biết là shop mình mới mở lại được khoảng chưa được một tháng mở lại. Thì cái số lượng công việc cũng khá ổn. Đấy. Và nói chung là bên mình hiện tại bây giờ thì dán xe rất là nhiều. Những bạn nào mà ví dụ như là đi xe mà xe bị cũ, hoặc là anh em muốn thay đổi cái style mới thì anh em có thể là inbox qua cho shop mình. Đấy, shop mình sẽ tư vấn lên màu và thiết kế tem cho anh em. Tại vì là ở shop mình ấy thì có máy in tại shop luôn, cho nên là bên mình sẽ làm được
tem cho anh em, design được tem cho anh em theo yêu cầu nhé. Và cái con xe X-Size vàng này thì anh em hôm nọ mình cũng đã chia sẻ với tất cả anh em là con X-Size vàng này hôm nọ là dán anh em nhìn thấy là nó mới chỉ có lên được cái đằng sau và lên cái đằng trước thôi đúng không? Đấy, còn hôm nay thì nó đã hoàn thiện rồi. Đấy, hôm nay nó đã hoàn thiện và mình quay cho anh em xem cái bộ tem này. Bộ tem này nó là tem rời, không phải tem chùm anh em nhé. Có nghĩa là cái nền của nó ấy, cái nền của cái bộ vỏ này nó là cái vỏ màu, cái nền màu vàng. Xe là xe màu xanh nhá anh em nhá, đổi sang nền màu vàng. Sau đấy là dán cái bộ tem rời Banda lên, Banda cấu trúc lên. Đó, anh em thấy uy tín chưa? Đó. Thì cơ bản là như thế này. Cái khi mà dán và thiết kế một cái bộ tem lên cho xe của anh em ấy thì bên mình sẽ phải thiết kế và làm thế nào để cho cái bộ tem của anh em khi mà nó lên xe thì nó nổi. Đấy, khi mà lên xe thì nó nổi. Đây. Đấy, uy tín chưa? Quay sơ qua cho anh em. Con này thì hôm nay mình bận nên là mình sẽ không quay chi tiết được cho anh em xem về cái chiếc xe này, nhưng mà hôm nào sẽ có một cái buổi review cho anh em về con xe này anh em nhá. Đấy, sẽ có một buổi review cho anh em về con xe này. Tại vì là ngày hôm nay thì thật sự nói với anh em là khá bận. Làm dán xong con LED này bắt đầu là chuyển dáng sang con SH nên là cũng khá bận. Ngày hôm nay thì thực sự phải nói với anh em là có rất nhiều bô cần phải làm nhưng bên mình không làm kịp. Đấy, không làm kịp về bô. Nên là cũng đang tình hình rất là căng, mà hiện tại bây giờ bên mình đã có hai thợ thôi, không có nhiều. Đó, ở trong kia thì đang in để gửi tem đi cho tất cả anh em. Còn ngoài này thì vẫn cứ phải làm. Thực sự là ngày hôm nay là một ngày cực kỳ mệt. Và đó là quá mệt. Nên là có thể là hôm nay cái video này quay cho anh em nó sẽ không được nói, nó không được rõ ràng, nó không được nhiệt huyết lắm. Nên là anh em rất thông cảm rồi, ok anh em nhé. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại cái quá trình, cái ngày làm việc của shop mình trong cái buổi chiều ngày hôm nay để cho anh em xem nhé.